Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và bà Annie Dubé, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh có buổi trồng cây lưu niệm tại công viên Sông Hậu. Tại đây, ông Nguyễn Thực Hiện và bà Enidube đã tiến hành trồng cây lộc dừng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh đều có chung hy vọng là cây khi được trồng sẽ phát triển tốt nhằm thể hiện sự bền chặt và ngày càng phát triển, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Canada. Dịp này, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng mong muốn bà Annie Dubé, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến tham quan chợ nổi cá răng và các điểm du lịch của thành phố Cần Thơ để có những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của thủ phủ miền Tây sông nước. Ngày mai 23 tháng 11, Tổng lãnh sự Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Annie Dube cùng đoàn công tác sẽ có buổi nói chuyện với học sinh và trao đổi với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ liên quan đến công tác bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em.